Thành phố Rio de Janeiro của Brazil đang xuất hiện một loại hình tội phạm mới thông qua máy gắp thú nhồi bông. Cảnh sát thành phố đã thực hiện 16 lệnh khám xét đối với những thiết bị với nghi ngờ là chúng được thiết kế để lừa tiền người chơi. Theo cơ quan cảnh sát Rio de Janeiro, những chiếc máy gắp thú nhồi bông đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các trung tâm mua sắm, ga tàu điện ngầm, siêu thị và khu trò chơi đã được thiết kế để lừa người chơi tin rằng việc thử tài gắp thú là bài kiểm tra kỹ năng. Trên thực tế, chúng là trò chơi may rủi giống như là máy đánh bạc và do đó là bất hợp pháp. Phân tích sau đó cho thấy là máy được lập trình chỉ cho người chơi chiến thắng sau một số lần thử nhất định. Cảnh sát đã tịch thu nhiều máy gắp thú nhồi bông, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, một khẩu súng để điều tra xem là liệu các nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau loại hình trò chơi này hay không.